Nấm bàn tay zombie khiến nhiều người thoạt nhìn đã khiếp. Một bức ảnh chụp vật thể trông giống như bàn tay thây ma thò ra từ khúc gỗ đang làm mưa làm gió trên Twitter tuần này khiến nhiều người bối rối và sợ mất cả não. Dù bạn có tin hay không, bức ảnh này được chia sẻ trực tuyến bởi nhân viên của Sở Lâm nghiệp Ấn Độ, Sushanta Nanda, chứ không phải lấy từ một bộ phim kinh dị, cũng không phải là những ngón chân của một thây ma thực sự ngoài đời. Nanda thách thức những người theo dõi mình xác định xem đây là giống gì trong bức ảnh. Hình ảnh thấy được khiến nhiều người dễ nhận nhầm, bởi những gì bạn nhìn thấy không phải là một con vật, mà là một loại nấm có tên là Dead Man's Finger, tạm dịch là ngón tay người chết. Nấm Silasia polymorpha hay Dead Man's Finger là một loại nấm trông rất giống những ngón tay xám của người đã chết, thường được tìm thấy trong rừng và những nơi có gỗ. Loại nấm có hình dạng kỳ lạ này mọc lên từ các gốc cây mục nát, vươn thẳng rồi thò ra từ mặt đất như những ngón tay. Dù có vẻ ngoài rất kinh dị, chúng vô hại với con người. Nấm Silasia polymorpha thường mọc ở các khu vực của Nepal, Bhutan và Đông Bắc Ấn Độ, nhưng cũng có thể được tìm thấy ở các khu vực của Hoa Kỳ, bao gồm cả dãy Rocky Mountain. Điểm thú vị nữa là màu sắc của nó thay đổi từ trắng sang xanh và đen trong suốt vòng đời. Các ngón tay ban đầu có màu trắng, sau đó chuyển sang màu xanh nhạt khi chúng lớn lên và cuối cùng chuyển sang màu đen trước khi khô. Dù bạn có tin hay không, thì những ngón tay người chết này được dùng để nấu ăn ở các vùng của Trung Quốc. Khi sẫm màu đi, chúng trở nên cứng lại, khó tiêu hóa hơn và chỉ được sử dụng làm vật trang trí. Loại nấm này cũng có một ứng dụng thực tế trong việc chế tạo đàn violin. Chúng được sử dụng để tăng tính chất âm của gỗ